gặp Vincent Byrne, một người đàn ông trên trung bình sống ở một khu trên trung bình. Vincent là một trưởng phòng sale, lương cũng khá. Đây là căn nhà khá to của Vincent, trông đẹp đấy chứ. Còn đây là gia đình thân yêu của Vincent, hai đứa con dễ thương và cô vợ đẹp của anh ấy. Vâng, bạn có thể nói rằng Vincent đã có tất cả rồi. Phải vậy không nào? Nhìn kỹ một chút, bạn sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đấy, bạn có thấy chưa? Đối với bạn, với tôi hay những người khác thì anh ấy trông cũng ổn. Nhưng vợ Vincent có thể nhận ra rằng anh ấy không phải là người đàn ông như anh ấy đã từng. Vincent đã mất sự đơn giản là anh ấy đã không còn ham muốn của bản năng để... Chắc bạn đã hiểu ý chúng tôi rồi. Dù cố giữ dáng vẻ bên ngoài nhưng Vincent cảm thấy tất cả đều không đúng như nó phải thế. Nhưng rồi điều tuyệt vời xảy ra, Vincent được giới thiệu loại thực phẩm chức năng Forever Multi Maca, sản phẩm bổ sung mới đầy mạnh mẽ của Forever Living Products. Maca từ lâu đã được người Inca trên dãy núi Andes cao vời vợi sử dụng để... Và nhất là... Vincent nghĩ rằng nếu Maca có tác dụng đối với người Inca thì tại sao anh ấy lại không thử? Và một sự thay đổi thật sự. Ôi, vợ anh ấy nhận ra điều ấy ngay. Còn bạn? Anh ấy có thêm nhiều. Và rất nhiều. Và thật thật nhiều. Thế là nhờ vào Forever Multi Maca, Vincent Byrne đã thực sự có tất cả. Không phải là vì cuộc đời anh ấy lúc trước tệ hại, mà vì anh ấy có thêm rất nhiều điều. Bạn biết rồi đấy, sản phẩm Forever Multi Maca mới của Forever Living Products đưa trở lại vào cuộc sống của bạn. Forever Multi Maca, giải pháp cho điều khó nói.